Dạ một em lò vi sóng LEA350 Mana. Con này là nướng 3D. Nướng 3D cộng chức năng lò vi sóng, nó hồi em Google dịch hết mấy cái này cho mấy bác. Con này cực kỳ nhiều chức năng. Con này trên mạng cũng có một số anh em bán rồi ha. Hàng bãi về nha, bãi Nhật về. Dạ em chưa có vệ sinh, thôi em làm biếng không vệ sinh nữa mấy bác, về tự vệ sinh giùm em đi. Em bán giá nó mềm xuống dưới rồi về tự vệ sinh giùm em. Dạ con này là mặt đá nha. Dạ mặt đá đó, nhược điểm cái bù ẩm nó bị bể ngay đây, vận chuyển về chán xui làm đây bù ẩm làm đó. Dạ con ra về có chế cháo mình có hay có làm gì được, còn không thì không xài bù ẩm thì cũng xài bình thường. Con này cực clip nha. Dạ con này tới dung tích tới gần 30 lít luôn. Ây da. Thấy cửa trần. Dạ đây. Rồi em Google dịch các chức năng cho nha. Dạ chưa vệ sinh đâu. Đây. Rồi. À đây. Số 3 là số 3 là vi sóng. Ok, này số watt nè. Công suất á là 70W nè. Này giờ nè. Này hẹn á. Dạ 10 phút 30 giây 40 giây nè. Ok. Mày nghiêng qua đi, đừng thấy cái bụng nữa. Nói chung là đẹp, đẹp keng, bên em không tút nha, chứ mấy cái này đơn giản lắm, mấy cái này à. Anh em họ đi xịt cái là xong. Dạ. Bên cho quan trọng cái là mặt miết này nọ đẹp keng vậy thôi, chứ còn mấy cái sơn đen này thì 30 giây nhưng mà bên em lại không có tốt. Phản câu vậy đi. Dạ đây. 50A. Mình sau khi mình nếu mà mình quay lắc nó sẽ có cảm biến, quay lắc thì nó sẽ tạm ngừng. Đó, hết giờ thì nó sẽ báo. Nó thấy khói bốc nghi ngút rồi. Nhà nói trong vi sóng này nó hoạt động tốt hết. Còn bên đây là chế độ nướng nè. Chế độ nướng hình như là cái cuối cùng hay sao. Đây. Đây là chế độ nướng nè. Số 2 nè. 170 độ nè. Lên độ nè. Nướng được 250 độ. Ok, bấm play là nó nướng rồi. Dạ, bỏ đồ vô bấm play là nướng. Ok, chạy tốt nha.